mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình. Và mình là Di Di đây. Trời ơi, hơn một tuần qua mình làm đồ án rất là nhiều môn luôn mọi người. Đây là cái nhóm của mình lúc mà anh này là đang họp để làm một cái môn gọi là kết cấu mới mà tụi mình phải làm video vậy nè mọi người. Rồi vẽ 3D, rồi render, rồi làm clip, rồi thuyết trình tùm lum hết luôn. Xong rồi mỗi ngày tụi mình phải gọi Google Meet để nói chuyện, để bàn với nhau. Đó, rồi đăng story. Thấy cái công trình không mọi người, nên là kiểu vẽ lại á. Đây, cái này là clip mà bạn kia làm nè. Xong rồi mình chỉnh video, mình ghép, mình thuyết trình vô. Tại kiểu tụi nó biết mình làm YouTube á, tụi nó bắt mình làm ghép clip mọi người. Còn này là mấy bạn chia ra mỗi đứa, có đứa vẽ, có đứa render, có đứa làm clip. Đó, đây là cái công trình. Công trình tên quên tên rồi mọi người, tên khó đọc quá quên rồi. Nhưng mà đẹp không mọi người, xịn chưa? Mới vừa nộp bài luôn á. Đây khúc này cho mọi người coi, cái này là mình vẽ mọi người thấy không? Đó, cái đường đó là mình tự vẽ luôn mọi người. Mình mò mà đó giờ mình có biết vẽ đâu, mình mới mò xong rồi mình tự áp dụng vô mình vẽ luôn á, nên là nó còn hơi cái nét còn hơi thô xíu, nhưng mà để rút kinh nghiệm lần sau. Nhưng mà nhìn cái công trình này sướng quá. Mà có mọi người thấy cái phía ngoài mấy cái đường á nó hơi lỗi á, tại kiểu nó vẽ bị chồng nét á, nó là lúc render ra cái nó bị chớp vậy, nhìn ngứa dễ sợ luôn á. Mà thôi kệ, không sao, lỡ rồi. Với lại kiểu mấy cái clip này render nó rất là nặng luôn á mọi người, nên là tụi nó render vậy là cũng quá hay rồi. Đây là thằng bạn mình nó ngồi thuyết trình đó mọi người, tại vì thầy bắt là quay video xong rồi phải ngồi thuyết trình bật cam lên, nên là nó là người thuyết trình, nên là mình để cái mặt nó vô như vậy. Cái khúc này nè mọi người để ý nha, cái có một cái lúc mà nó zoom lại nè, đó tự nhiên cái có cái ông nó đứng trước vậy đó, xong rồi phải zoom lại ngay ông nó luôn, không hiểu luôn á. Bà làm render sao bà không xó ông nó, nhìn mắc cười ghê, giống như đang sắp đụng vô bà đó vậy. Đây mọi người thấy không, cái này là tụi mình làm vẽ kết cấu á, nên là nó có một cái lớp vỏ bao che ngoài nữa, nhưng mà không có để vô, tại vì môn này là môn kết cấu mới nên là thầy chỉ muốn thấy kết cấu thôi. Đây góc này quá trời đẹp luôn nè, thích góc này lắm luôn á mọi người. Chua. Ooh.
Rồi thuyết trình xong cái nó chào kết mà nó chào không được, sao nó bắt tôi chào đó mọi người. Lúc này mình đang nói là kiểu bài thuyết trình cái này là hết, cảm ơn thầy này kia đó. Khúc nãy mọi người là mình đang thuyết trình á, tại vì kiểu cái môn này nó khó lắm luôn á, có bài nhóm rồi có bài cá nhân này kia nữa, xong mình phải vừa quay clip thuyết trình nhóm vừa quay clip thuyết trình cá nhân nữa, mọi người thấy mệt không? Đây là nguyên cái bài cá nhân của mình nè, mình cho mọi người xem sơ sơ nha. Đó mọi người, vậy là sau môn kết cấu mới nha, mình nộp vào ngày 15 tháng 12. Sau đó thì mình lại tiếp tục có một môn nữa là môn chuyên đề tốt nghiệp, thì mình nộp vào ngày 18, là mới nộp ngày hôm qua luôn mọi người. Đây là mấy cái hình mình vẽ tay nè, thầy kiểu kêu mình vẽ lại mặt bằng nè, rồi phân tích nè, rồi vẽ lại đường đi của mấy cái lễ hội để mình phân tích vô nè. Thấy cực của mọi người, mình phải nhìn hình thiệt rồi mình vẽ lại, mình vẽ hơi xấu một xíu mọi người thông cảm. Trời ơi, tôi vẽ nó xấu dễ sợ luôn mọi người. Mấy cái hình với cái chị đó muốn mà tôi vẽ là nhìn hề kia chưa. Rồi nè, nhìn con lân nè. Trời ơi, không hiểu luôn á, vẽ con lân nhìn hề gì đâu luôn á. Rồi có đua thuyền tùm lum nè mọi người. Nói chung là mấy cái hoạt động mà ở mấy cái lễ hội ở An Giang á là mình vẽ vô hết á. Tại là mình làm một cái đề tài tốt nghiệp là kiểu về trung tâm hành hương, là kiểu về dạng tôn giáo, Phật giáo mọi người, nên là mình phải phân tích mấy cái lễ hội về tín ngưỡng ở chỗ đó. Rồi, chưa hết, vẫn còn trong cuốn sổ nữa nha. Làm cái này xong tốn sổ, tốn giấy dễ sợ luôn. À quên, để kể cho mọi người một chuyện nha. Hôm qua mình nộp bài mà mình nộp lúc 4 giờ, mà tự nhiên cái lúc đó mình đang làm cái mục lục, xong cái mình quên lưu, lên quên lưu khúc cuối mọi người, cái tự nhiên cái máy mình nó bị ao ra. Trời ơi, mất nguyên cái chương 3 luôn, mà có 3 chương là mình mất hết 1/3 của bài luôn mọi người. Xong mình phải ngồi mình làm lại. Trời ơi, mình muốn khóc luôn mọi người. Xong rồi cái mình phải nhắn tin với thầy là nói là nhà em không, em đang làm xong rồi nó bị sập nguồn, bây giờ em phải làm lại, nên là thầy cho em nộp bài trễ. Tại mình tưởng là phải nộp trước 4 giờ mọi người. Xong rồi bạn mình nó nói là đó, mọi người thấy không, cái tin nhắn nè, mình nhắn cho thầy nè, mình sợ lắm luôn. Cái bạn mình nó mới nhắn là không sao đâu, nộp trong ngày là được đó. Rồi cái tới 6 giờ gần 7 giờ mình mới nộp bài. Xong cái tối 9 giờ cái thầy nhắn là mình làm thiếu một bài, cái phải ổn, mình làm thiếu một phần nhỏ nữa, xong cái mình phải bổ sung. Cái gần 10 giờ cái mình phải nộp bài lại lần nữa mọi người. Thấy cực ghê không? Xong rồi cái hơn cái tự nhiên 12 giờ cái thầy nói là bài mình tốt, với bài của một bạn kia tốt. Trời ơi, mừng hết sức mừng, tưởng mém khóc rồi đó. Tại kiểu tự nhiên đang làm xong mất nguyên phần cuối mà mọi người buộc. Đây bài mình nè mọi người. Tưởng không có làm gì hết, ai ngờ vẽ quá trời vẽ luôn nè, quá trời sơ đồ luôn. Mà tại vì kiểu bài mình nó phân tích nhiều á, xong rồi thầy hướng mình tới mấy cái vẽ tay nè, xong mình ngồi mình vẽ quá trời vẽ luôn. Một cái mình phải vừa vẽ từ trên giấy nha, xong rồi mình scan qua điện thoại, xong rồi mình mới bỏ vô lab, mình mới bỏ lên bài. Mình thấy cực không? Rất là mệt luôn á mọi người. Thôi nói chung là mong được điểm cao nha. Rồi cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình nha. Bye bye mọi người. Hẹn mọi người ở video sau. Bye bye. Sau này mình làm mở tốt nghiệp mình sẽ quay cho mọi người xem nha.